Rồi chào bà con nha, bữa nay sẽ có cối xây xát lúa gạo nè, hay gọi là cối trắng á. Đây là cối trắng nha, GB 1000 nha. Đây công suất của nó là một tiếng hồ là 1000 kg gạo nha. Máy kéo nó là 7.5 kW, máy kéo là 7.5 kW. Con này 120 kg chưa thể khung nền nha. Đây bà con chạy 7.5 kW là được rồi. Đây bà con gấp máy xăng hay là motor điện hay là máy dầu tùy bà con, tiện nào bà con gấp đó. Đây là nguyên bộ của nó bà con. GB 1000 nghĩa là một giờ nó ra được 1000 kg lúa, 1000 tấn lúa đó. Đây con gấp nào tiện thì thôi. Đấy ha, rất là tiện nha bà con. Con muốn đẩy di chuyển thì cũng dễ nữa nè, phải không? Di chuyển đi là dễ bẹt luôn nè. Đó. Ờ, con này có nhiều cò luôn nè, 0886356717. Cối lao bóng gạo hay là gọi là cối trắng đó. GB 1000. Bà con muốn có trắng thì ép nó vô thôi bà con. Bà con muốn trắng thì ép vô. Bà con muốn lấy ba cái chấu càng thì đây nắp này. Đây là nắp cho chấu càng nè. Bà con đẩy lại thì lấy cho càng nhiều, gỡ ra lấy chấu càng ít vậy thôi. Đây, bên trong phụ tùng đầy đủ nha. Bà con mua gì bán đó nha, có lưới bọng rồi đó. Đầy đủ. Đẹp nha. Đây công suất nó đây. 7.5 kW, động cơ kéo, động cơ dầu điện 7.5 kW là được. Số dòng là rất chậm mà con, chỉ có 1 dòng trên phút thôi, rất dễ chạy xài. Đẹp nha. À, bà con nào có nhu cầu luôn nè, 0886356707. Đây là nguyên bộ của nó, bà con muốn gắn máy gì gắn tùy. Sao 7.5 kW là được. Bà con nào có nhu cầu luôn nè, 0886356707.